Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 318 ngày 27 tháng 11 năm 2021, truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch. Chỉ đạo về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế tổng kết đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 đợt dịch thứ tư và tiếp tục hoàn thiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo Chính phủ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30 tháng 11 năm 2021, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành địa phương đẩy nhanh kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả, có kế hoạch tiêm mũi 3 đối với các trường hợp đã tiêm 2 mũi đủ thời gian.